Rồi. Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Dư Khải Nam ơi. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ làm một video ngắn, Khải sẽ úp ngược lại trên kênh YouTube nha Nam ơi. Rồi anh em rảnh thì có thể ghé vào kênh YouTube để xem vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày nha Nam ơi. Dư Khải của mình nha. Và ngày hôm nay thì sau khi Khải đòi xong cùng luôn thì Khải vẫn là một xếp hiệu cốt mắt đâu. Kháng cảnh năm, phục hồi 50 và đao băng sát 100 rồi. Nói chung thì bây giờ Khải sẽ lên một cái đao kim nha Nam ơi. Một nón thủ lý làm chậm mắt ọp, dày thủ lý làm chậm của mắt ọp 80 chậm và 80 chón. 120 chón thì cái này đang mang đau thủy nó là 120 chón nè. Một món mật. Rồi bây giờ Khải sẽ ép đau kim. Hiện tại ngày hôm nay thì Khải đã có cho mình một cái đau phẩm kim. Đó. 5 dòng nha Nam. Đó. Và bây giờ thì Khải sẽ lên ép cho anh em xem. Và cái đau này Khải sẽ ép như sau cho anh em xem tí. Hiện tại Khải đã lượm đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ Khải sẽ đi rút nha Nam. Đầu tiên Khải sẽ rút cái dòng tốc độ đánh. Tốc độ đánh thì Khải sẽ rút tình 3. Tại vì Khải đang có một chuyện tình 3. Tôi đánh tình 3 4 như thế tình. Nói chung thì 6 gì là hiện 1. Ok. Lấy tình 3 hiện 1 nha Nam. Này thì em tốt đánh nha Nam. Tốt đánh này sẽ lên phẩm 7. Hiện 1 tốt đánh 30. Cái đao này là đi tống kiều nè mày. Tống kiều chứ. Phẩm 7 này. Tiếp tục này. Khải rút hết một lần ép luôn nha mày. Tiếp tục Khải sẽ rút dòng kháng động nè mày. Kháng động. Kháng động Khải sẽ rút. Tiếp tục là phẩm 7 tiếp tục. Hôm này không có tiếc thì tên nữa nè mày. Phẩm 6 cũng được. Kháng động phẩm 6 cũng được nhưng mà mình sẽ rút phẩm 7. Mình không rút phẩm 6 nha nè. Bây giờ tôi thiếu niềm tin này. Mình sẽ rút phẩm 7 nha nè. Cố gắng rút phẩm 7 nha. Không rút phẩm 6 nè mà. Mấy cái dòng quan trọng kháng độc này nọ. Đâu rồi. Kháng độc rồi. Đang kháng độc nè. Hiện tinh 5. Ẩn 1. Một viên thiện tinh. Rồi vẫn là 4 bình phủ viên thôi. Nói chung là Khải sẽ lái phẩm 7 nha nè. Dòng kháng độc phẩm 7. Độc. Ok. Phẩm 7. Tiếp tục là dòng sát thương. Dòng sinh lực hiện 2. Sinh lực hiện 2 Khải tiếp tục sẽ là sinh lực hiện 2 Khải chơi phẩm 6 thôi nè mày. Là Khải chơi phẩm 6 thôi. Là Khải chơi cái dòng sát thương cho nó khỏe nè mày. Sinh lực nó rất tới cũng được. Phần sinh lực Khải sẽ chơi phẩm 6 nè. Hơn thì lên phẩm 7 cỡ nha nè. Nói chung là mình quyết định thì chơi phẩm 6 thôi. Sát thương hiện quân phòng sinh lực hiện 2. Phẩm 6. Sinh lực hiện 2. 6, ok. Tiếp tục Khải sẽ ép vào rút dòng sát thương và với những hiện tinh 10 nữa mà. Có thể là Khải sẽ rút full thiện tinh. Đập full thiện tinh. Hàng lại có thể rút 4, đập 4 nhưng mà thôi. Để Khải rút 10, rút full, đập full nữa mà. Hôm nay thiện tinh Khải nghĩ Khải đủ á. Lấy thành đô. Ok, đây Khải sẽ lấy ép vào rồi đi ép cái kia sau nha nè. Khải lấy ít thiện tinh nè. Điểm chất thương Khải sẽ ép sâu nha. Bây giờ Khải sẽ qua lại ít thiện tinh nữa. Phương tượng trung tâm 1, 2, 3. 3 dòng luôn. Ok. Bây giờ Khải sẽ lấy thêm 2 dân thiện tinh thường nữa. 2 dân tinh thường 2, 4, 5, 6. 3 dân tử. 3 dân tử, 2 dân thường nó đủ như nào. Tính toán hết rồi. Ok. Không biết là ra được cái đao mắt 50 hay không thì anh em cũng chờ đợi thử nè mày. Chứ chưa biết được anh em ạ. Vì chỉ cái đao này ép khoảng hơn 15 kim nè mày. Tại vì Khải đập dân hiện tinh 10 nè mày. Khải rút hiện tinh 10 nè. Tí nữa Khải sẽ xử lý dân tinh 10 nè. Dân tinh 10 hiện tại sẽ vừa có giá khoảng từ 6 kim nha nè. 6 kim đổ lại nè mày. Còn lại nguyên liệu này nọ thì nó cũng tầm này rẻ rồi. Mày thì rẻ rồi. Ok bây giờ chúng ta sẽ ép vào. Bây giờ sẽ ép dòng tóc nha mày. Rồi ok. Anh em đang theo dõi thì đừng quên đỡ lại cho Khải một follow ủng hộ cho nè mày. Và đừng quên theo dõi những buổi livestream của Khải vào lúc 11:50 buổi trưa. Cũng như là 19:50 buổi tối nha mọi người. Rồi bây giờ Khải sẽ vô dòng tóc đồ đánh nha nè. Tóc đánh thì Khải sẽ vô hiện tinh 6. 1 Hiện tinh 6.
dương tính xấu. Khi vô ba dương tính xấu ở ba dòng đầu tiếp theo, khám tóc đánh 30 phẩm 7 nè, dương tính xấu nè, một dương thủy tinh nè, bốn bình phụ diện nè. Anh em nào mà thích ép đồ thì đừng quên like chia sẻ ủng hộ chơi nè mày, nhớ nhấn nút follow nè mày, tốc độ đánh nha nè. Này auto 30 rồi, không còn gì mà nói. Ở giờ thiếu tiền dạng này mà, từ từ khỏi lấy tiền dạng. Thiếu tiền dạng. Thiên tinh xấu nè, thủy tinh nè, phục viên. Này cứ trung bình là Khải sẽ rút 4 phục viên một thủy tinh, 4 viên một thủy tinh đó, dám mình làm thôi. Đập nó tương đối như vậy thôi. Nào cấp 6 nè mày. Tại vì hiện tại server hiện tinh 3 không có người nè mày, nên hiện tinh xấu nó thay vì hiện tinh 3 được nè mày. Rồi đến dòng kháng động nè mày. Kháng động thì tương đối như vậy thôi. Sẽ rút một đập 1 thôi. Kháng động 25. Kháng động 87. Vẫn là hiện tinh xấu nha nè. Đọc khai chắc chơi 2 dương thủy tinh rồi mà. Đọc phải chơi 2 dương thủy tinh nha nè. 0.1 nè mà. Rồi kháng độc 25. Rồi tiếp tục là dòng sinh lực nha nè. Sinh lực thì Khai sẽ đợi cho nó là 7 bình phục viên. Còn lại là 1 dương thủy tinh nha. Vẫn là hiện tinh xấu. Tinh đâm cắt đi. Sinh lực hiện tinh đâm đây. Cái hiện tinh đâm đây mà. Đã đang còn dưới hiện tinh đâm này. Quốc hiện tinh đâm đây. Hiện tại không còn xấu đâu. Sinh lực cũng không xấu đâu. Nhảy thành gái quay lại nha nam. Hiện tại thì theo mà tính dị đoan của anh em thì kén may mắn rồi nha nam. Quốc tử thiên sơn đầy đủ trên đầu nè. Anh em không kén đủ nha nam. Làm thêm phát nữa. Làm thêm phát là được ép sát thương nữa là xong nè. Hello Hồ Quốc Đông nha, hello Nguyễn Văn Thành nha. Game chơi tốn tiền không ạ? Nói chung tốn sơ sơ nè mà. Chơi game mà không tốn tiền hơi khó nè mà. Hiện tinh xấu tốt hơn à? Ok, thì vậy nó như nhau nè mà. Ok luôn. Theo ý của anh em thì hiện tinh xấu thì không làm sinh lực nha. Đọc làm sinh lực không sao nè mà. Trong cái này thì Khải nghĩ nó sinh lực cũng 189 nè mà. Auto rồi. Hiện tinh 3 nó còn tầm đó nè mà. Còn này hiện tinh xấu thì Khải nghĩ nó 189 nè. Sinh lực nha nè. Sinh lực Khải sẽ bỏ là full đại và một viên thủy tinh nha nè. Này nói chung nó cũng rẻ rồi, nên là đập nó cũng thoải mái nè mày. Hồi xưa đập một cây như thế này là tầm 4-5 triệu một cây nè. Tầm này ép cũng hơn 1 triệu nè mày. Ép hơn 1 triệu rồi. Chiu 199 đậu xanh. Và dẫn ta dòng sắc thương nè mày. Ok, một dòng đang được chờ đợi trong buổi tối ngày hôm nay. Khải sẽ đập là rút viên tinh 10. Đập viên tinh 7 nè mày. Khải rút viên tinh 10 đập viên tinh 7 nha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi một cái dòng quan trọng của ngày hôm nay. Đó là dòng sắc thương vẫn lấy liệu có lên được 50 điểm hay không. Server này server miễn phí nha Huy Quân Què ơi. Server miễn phí 100 trang năm ơi. Ôi. Chúng ta sẽ rút lấy này. Tiền Khải sẽ lấy, cố gắng lấy làm phẩm 10 nè mà. Nói chung thì một cây sát thương 35 ẩn 2. Và Khải sẽ rút hiện tinh 10 nè mà. Và full thì tinh nha nè. Rồi, còn lại vài viên thì tinh tí đập dòng kia. Rồi. Sát thương lấy 35 hiện tinh 10. Một cái ẩn hai kim. Rồi. Đúng nha nè. Phẩm 10 cái thì chúng ta sẽ đập thẳng vào cái đao luôn. Phẩm 10. Ok. Chúng ta sẽ chờ đợi thử nó có ra được 50 không nha anh em ơi. Rất hồi hộp anh em ơi. Anh em đang xem live cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Rất hồi hộp anh em ơi. Rất hồi hộp anh em ơi. Ừ, tại vì hiện tinh 10 nó không cần nè mày. Bây giờ sẽ đập hiện tinh 7 và 8 viên thủy tinh nha anh em ơi. Đó, ok chưa? Rồi, vô. Trước khi đọc thì Khải sẽ nhảy thành cái Khải quay lại cho nó cảm giác nó ok nè mà. Rồi. Lâu, thử sát thương bao nhiêu đây. Chung có đầu thủy mát rồi nè mày. Bây giờ sẽ cố gắng lên cái đầu kim cho nó nha nè. Đầu thủy đó thì anh em trong bang đưa xài á, thì cũng không có tốn ép làm gì. Vô. Hiện tinh 7 nè. Phẩm 10 nè. Full thì tinh nha nè.
Anh em cùng dự đoán thử bao nhiêu điểm anh em ơi. Anh em cùng dự đoán thử chất lượng nó được 100% không anh em ơi. Ok chưa? Úi trời ơi. Vô game được hỗ trợ nha anh em. Rồi, ok anh em ơi. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi thử nó sẽ được bao nhiêu nhá. Rồi, chúng ta cùng đếm 10 giây và cùng đọc này anh em ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49,5 là 49,5 hả? Phẩm 10 đó anh em ơi, phẩm 10 đó anh em ơi. Phẩm 10 đó anh em ơi. Phẩm 10 đó từ từ á. Trước khi mình ép cái đó thì anh em mình sẽ đi ép cái này á, tự đỡ đó tí coi sau anh em ơi. Rồi khả sẽ đi rút cái cục sát thương anh em. Thầy thì rút cục sát thương. Và đó vào sâu anh em à. Đó vào sâu nha. Để đi rút cục sát thương. Rồi, đi rút cục sát thương rồi cho anh em xem nha. Rồi bây giờ khả sẽ cho nó một viên thủy tinh nữa. Một viên thủy tinh nữa. 1 2 ok. 3 4 5 ok. nhiều cho anh em thời gian chờ đợi anh em, cho anh em chờ đợi cho anh em đón anh em ạ. Bao nhiêu anh em ơi, bao nhiêu anh em ơi. Cho anh em dự đoán anh em ơi, bao nhiêu anh em ơi. Cho anh em dự đoán bao nhiêu. Đào anh em dòng anh em ơi, đào 6 dòng đó là tác dụng rồi đâu anh em. Lỡ rớt tốn dòng hiện 3 sao khải. Không rớt được đâu anh em, sao rớt được. Khui. Khui không. Từ từ á anh em đi rút cái này hả. Kiểu phải ép thôi anh em. Chung là không thơ. Kiểu nó phải trên 40 nè mà. Không biết bao nhiêu thôi mà chắc chắn là trên 40 nè mà. Rồi bây giờ khải sẽ rút cái dòng hiện 3 sát thương 93 ra nha anh. Sát thương 93. Lấy ngay hả tên tiếp. Từ từ đỡ ra tí sâu nè mà. Hôm nay mình lấy sẵn cái phôi nha. Phôi nghiêng khoáng nè. Hiện tinh 5 nè. Mình sẽ cố gắng ép cái dòng này dòng thì tinh nè. Cố gắng đợi lên phòng 7 tí nữa mình cho sát thương cho nó cao nè mày. Phòng 7 nè mày. Sát thương 93%. Hiện 3. Rồi. Còn phòng máy lại. Nhiều nè mày. Phòng 7. Ok, chính xác nhiều phòng 7. Rồi, ok nè. Bây giờ dự đoán này bao nhiêu nè. Khui nè, khui đao nè. Đâu, má 47 nè mày. Không mát được. Ok anh ơi, chúng ta sẽ vô dòng sát thương nha anh em ơi. Không mát được nè mày. Nói chung là còn hơn xui nè mà. Đậu dành ông bảy không được mát nè mày. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tục dòng tiếp theo nè mày. Đúng rồi. Ông mày ông mày được gì không hả? Ông ấy rồi, biết sao giờ anh em. Rồi, tiếp tục 47 là tương đối đặt móc khá đẹp nè mày. Bây giờ chúng ta sẽ vào dòng sát thương vật lý nha nè mày. Dòng này thì khả sẽ tiếp tục cho nó là một cái phẩm 7 nè. Một viên tinh 6 nè nè. Một viên thủy tinh. Đó. Nhìn tên. Rồi, còn lại là sẽ từ từ phun phụng viên đây. Thêm 2 bình phụng viên, 3 bình phụng viên nữa nè mày. À, nói chung là mát là có thể là 48, 49, 50 nè mày. 47 cũng có thể là, nói chung là từ viên phẩm 10 đó là nó sẽ dao động từ 45, 46, 47, 48, 49, 50. Mà mình rớt 47 tương đối cũng tầm trung nè mày. Chứ 47 gọi là tương đương rồi. Chứ cái mát 50 hiếm lắm nè mày. Ép 5 cây mới ra được 1 cây. Tỷ lệ chỉ 20% thôi, 20% lên thôi. Rất khó lên được tròn 50. Trong thì ở cái mốc này thì 47 với 50 nè. Nó chênh lệch 3 điểm thì chênh lệch nhau khoảng tầm 30 lượt tay thôi. Nhưng mà cái 50 nó đẹp hơn nè. Đó. 50 thì chắc chắn nó sẽ đẹp hơn này. Ok. Còn cái này cố gắng 100% nha. Cố gắng nha anh em ơi, cố gắng nha. tiếp tục cố gắng nha. 99 đúng không anh em, vào 99 đúng không? Cố gắng 100% này. Dòng này gỡ nè. Đó, 9.6%. Ok anh em ơi. Ép vùng sáng luôn à. Khải coi thử đủ phát sáng thì ép phát sáng luôn nha anh em. Đợi Khải tới này phát sáng luôn nha anh em ơi. Đem đợi Khải tới đi phát sáng luôn nha. Đó anh em ơi, bây giờ Khải sẽ tiếp tục phát sáng luôn nha. 9.6. 3 ca su, 1 ca vàng. À, giờ là phát sáng thì có tốn khoảng hơn 3 kim chút này mày. 5 ca vàng. Rồi. 47 là phần thủy rồi. Rồi, giờ thì còn thiếu một cục đá phát sáng nữa này. Hãy xem thử cộng mấy viên tinh này vô à. Còn mớ hình tinh này nè mày. Tinh quá trời. Này khả sẽ ép thêm được một món rồi nè. Có thể ít hôm nữa khả sẽ gom hình tinh, khả sẽ đọc một gia truyền ăn ban nè mày. Sẽ đọc một gia truyền ăn ban. 7, 7, 6, 5, 6, 7. Ok. Đại cấp 10 thì chưa có phô, chưa có cái phổ đao.
có phổ đao đâu còn ta. Không có phổ đao đâu mà. Có một phổ đao thôi. Cái đó Khải phát sáng nữa anh em ạ. Ok anh em ơi. Và bây giờ thì Khải đã đủ nguyên liệu. Bây giờ Khải sẽ phát sáng luôn anh em ơi. Phát sáng vũ khí nè. Ta muốn phát sáng vũ khí. Chúng ta sẽ gồm 5 đao phát sáng, 3 cao su, 1 cái dạng này nọ. Các kiểu là điều đúng không? Ok. Phát sáng như nào. Một cái đao tốc 30, kháng độc 25, sinh lực 199, sát thương 47, 97, 96%. Khui. Đủ nguyên liệu. Ô, còn một. À, bỏ thị tinh vô nè mày. Cái này chắc phải bỏ thị tinh vô nè mày. Phải bỏ thị tinh vô. Bỏ thị tinh vô thì bỏ thôi. Bỏ hết nguyên liệu vô nè mày. Rồi. Đá phát sáng nè. Từ đó mình cho đá phát sáng nó ôm ngồi đây. Thị tinh ôm ngồi đây. Đá phát sáng nè. Rồi, ba cao su không cần bỏ đâu. Ok. Đá phát sáng thành công. Không biết thì nó sẽ như thế nào đây. Không biết màu gì đây. Đó, coi thử màu gì anh em ạ. Mang thử màu gì đây. Phát sáng thì sẽ có màu đỏ, màu xanh lá cây, màu vàng và màu tím anh em. Để mà so sánh thì Khải sẽ thích màu màu đỏ với màu tím hơn. Đỏ với màu vàng nhé. Đỏ với màu vàng. Đỏ màu vàng. Khui. Màu gì đây. Ok, màu tím, màu đỏ, màu tím anh em ơi. Đó, ok rồi. Đỏ, tím, vàng, nói chung màu nào nó như nhau anh em ơi. Nói chung màu này là cũng khá là ảo anh em ơi. Màu này màu tím hơi ảo luôn, màu vàng thì nó giống như hồng kim môn phái. Màu tím anh em. Ok, tím tím đỏ đỏ khá là chất lượng anh em ạ. Rồi, ok, nói chung là Khải đã thành công một cái video ép một cái đao 5 dòng hợp kim và phát sáng thành công anh em ơi. Và chi phí là có tương đương vừa rồi phát sáng với lại hình tinh là tương đương là ép khoảng tương đương là hơn 1 triệu nè mày. Hơn 1 triệu nè mày. Hơn 1 triệu nè mày. Ok nè mày. Giao dịch. Rồi. Đây một đao là quá đẹp nè mày. Còn đao này không xài đây. Rồi quá tuyệt vời. Anh em theo dõi đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và đừng quên xem buổi những buổi live stream của Khải vào lúc 11:50 cũng như là 19:50 hàng ngày vào trên kênh TikTok cũng như là YouTube cũng như là phở bò nha năm. Rồi, ok. Alvin ơi, anh giao dịch đem cái đao nha. Ok. Rồi, ok. Rồi, xong.